Thiên sứ nhiều kỹ năng lắm các bạn à, trước kia chỉ chịu hồi đặc biệt thôi là muốn vã cả mồ hôi rồi. Còn bây giờ thì đặc biệt hơn, có khả năng thúc bài và tặng quái cho đối thủ nữa chứ, đúng là thiên thần mà. Không những vậy, còn thêm cả quái lên thế nữa, như hổ mọc thêm cánh, nâng thiên sứ lên một tầm cao mới. Tại sao bên Việt Nam lại chưa cả kỹ năng lại cho thiên sứ khờ ngã, mà giới hạn sức mạnh lại đơn phần? Có lẽ vì kinh doanh chăng, hay không muốn người chơi miễn phí, trong khi các bộ bài khác càng ngày càng mạnh? Thôi chúng ta hãy chờ đợi xung cụm vậy, tới đó tha hồ múa may các thứ. Bộ bài thiên sứ này nghiêng về lối chơi sử dụng kỹ năng quái để trừ điểm sinh mệnh của đối thủ. Vì thế mà các binh đoàn sang ngã được triệu hồi liên tục, nhằm đạt sức mạnh tối đa kỹ năng của quái chủ lực trên phân. Các bạn có thấy không, quái liên tục trừ điểm sinh mệnh của đối thủ, với cách triệu hồi liên tục như thế này, sẽ sớm đưa điểm sinh mệnh của đối thủ về không? Trận đấu sắp kết thúc rồi, các bạn thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye!